Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tung một sản phẩm chú lau công nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tung một sản phẩm con quạ này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tung một sản phẩm hiêu cao cổ sinh các bạn ơi. Mình đã tôn xong qua sơ tử về các bạn thấy đẹp và cái này hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mọi người. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đây này, mình đã tôn xong cái sàn hôn nên các bạn thấy đẹp và thế này hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mọi người. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con thỏ mình đã tôn vào xong rồi nên các bạn thấy đẹp và thế này hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mọi người. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô màu cá mập vui vẻ nha. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô gấu con nha. Xin chào bạn, ngày nay tôi mở thợ sơn. Như vậy là sản phẩm chú lau công của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây là sản phẩm con quạ của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm hiêu cao cổ sinh của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tung một sản phẩm chú lau công nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tung một sản phẩm con quạ này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tung một sản phẩm
hiêu cao cổ sinh các bạn ơi. Ngày hôm nay mình đã tôn xong con sư tử. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm nay mình đã tôn xong cây san hô. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con thỏ mình đã tôn một hôm rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày đây mình sẽ tô màu cá mập vui vẻ nha. Xin nhớ lại ngày mình sẽ cho chú gấu con nha. Xin nhớ lại ngày đây chúng một thợ sơn. Như vậy là sản phẩm chú lao công của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây là sản phẩm con quả của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm hiêu cao cổ sinh của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha.